Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh Đô 5 Phút Review. Ở cuối tập trước, trong đại điện, Lâm Động và Vương Trung giao tranh ác liệt. Lâm Động sử dụng đại hoa nhân thiên chỉ, trong khi Vương Trung phản công bằng huyết ma tu la thương. Nhờ vào thôn phệ tổ phù, Lâm Động hấp thu được nhiều năng lượng và thi triển liên tiếp 3 chỉ đầu của đại hoa nhân thiên chỉ, cuối cùng đánh bại Vương Trung. Bên ngoài, mọi người chờ đợi kết quả trong lo lắng. Cuộc chiến kết thúc khi cánh cửa tử kim mở ra, báo hiệu người chiến thắng sắp xuất hiện. Chuyển sang phần 5 tập 3 của Vũ Động Càn Khôn. Cánh cửa tử kim dưới ánh mắt vô cùng khẩn trương của tất cả các thế lực đứng đầu ngồi trên đài cao dần chậm rãi mở ra, phát ra âm thanh cọt kẹt, giống như đang vang lên trong lòng bọn hắn vậy, khiến hô hấp tất cả mọi người phản phất như cũng tăng thêm. Vào lúc này, thứ gọi là bình tĩnh và uy nghiêm dường như đều bị vứt bỏ hết. Cánh cửa tử kim dưới sự chiếu rọi của ánh dương quang hoàn toàn mở ra. Sau đó, một thân ảnh mảnh khảnh từ bên trong chậm rãi đi ra, sau đó xuất hiện rõ ràng trong mắt mọi người. Đạo thân ảnh kia có một khuôn mặt cực kỳ tuấn mỹ, thậm chí còn mơ hồ lộ ra một tia âm nhu. Mặc thanh sam, mang theo chút mùi vị nho nhã. Thanh sam Mạc Lăng. Người đầu tiên từ trong cánh cửa tử kim đi ra không ngờ lại là tam hoàng tử của hoàng thất. Không khí trên đài cao có chút tĩnh lặng, chợt mọi người xoay sang Mạc Tiêu Thiên ở phía bên kia chắp tay chúc mừng, trong lòng cũng thầm than, không hổ là hoàng thất, nội tình hùng hậu, danh ngạch đầu tiên liền dễ dàng bị bọn họ bỏ vào túi. Ha ha, đa tạ chư vị. Nghe được những thanh âm chúc mừng, vẻ mặt Mạc Tiêu Thiên khẽ tươi cười. Có thể thấy lúc này ông ta cũng lặng lẽ thở dài một hơi. Mặc dù rất tin tưởng thực lực của Mạc Lăng, nhưng ông ta cũng rõ ràng cuộc chiến hạt giống lần này cũng có mấy người cực kỳ khó đối phó. Mà nếu như Mạc Lăng gặp bọn họ, hơn nữa còn xuất hiện tình huống đặc thù thì rất có thể thực sự sẽ mất đi một danh ngạch, đến lúc đó đối với hoàng thất chính là một đả kích nặng nề. Lâm Phạm cũng cất tiếng chúc mừng, sau đó ánh mắt của hắn liền nhịn không được quẳng ném về phía bốn cánh cửa tử kim còn lại đang đóng chặt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ khẩn trương. Dưới những lời chúc mừng của chúng nhân, Mạc Lăng im lặng đứng ở bên ngoài điện. Ánh mặt trời chiếu sáng thân hình có chút mảnh khảnh khiến người ta không khỏi cảm thấy hắn có chút yếu đuối. Đương nhiên loại cảm giác này chỉ lóe lên tức thì rồi lập tức biến mất. Người nào cũng đều hiểu, trong lứa trẻ tuổi tại Vương Triều Đại Viêm, sợ rằng người này cho dù không phải là đệ nhất nhân, nhưng chắc chắn cũng sẽ đứng trong ba hạng đầu. Người như vậy, ai dám có suy nghĩ khinh thường, chỉ e là muốn tìm chết mà thôi. Mạc Lăng thoáng nhìn qua đài cao cách đó không xa, sau đó liền xoay người nhìn vào phía bốn phiến cánh cửa tử kim đóng chặt còn lại, trong mắt có thêm chút vẻ hứng thú. Hắn rất muốn biết bốn người đạt danh ngạch khác đến tột cùng sẽ là người phương nào. Lần này, mọi người chờ đợi cũng không lâu lắm, cánh cửa tử kim thứ hai cuối cùng lại một lần nữa mở ra. Một nam tử mặc bạch y phiên nhiên bước ra, có chút tiêu sái đi về phía Mạc Lăng ở cách đó không xa. Bạch y Thiên La Kiếm Đổ Vân của Thiên La Tông. Theo người này xuất hiện, tông chủ của Thiên La Tông ở trên đài cao tức thì giống như trút được một hơi gánh nặng, mặt rạng người giống như hoa cúc. Ngay cả nếp nhăn trên mặt cũng đều giãn ra. Để bồi dưỡng được Đổ Vân, Thiên La Tông của bọn hắn đã trả giá không ít, thậm chí hắn ngay cả việc tiến vào niết bàn cảnh cũng vì thế mà kéo dài. Chỉ có điều phí công bồi dưỡng, hôm nay cuối cùng cũng được hồi báo. Mà xung quanh tông chủ của Thiên La Tông, tông chủ những thế lực khác đều có vẻ mặt cực kỳ hâm mộ. Đỗ Vân có thể thành công ra ngoài, như vậy chứng minh Thiên La Tông có tư cách tham gia Bách Triều Đại Chiến. Đến lúc đó Đỗ Vân có thể biểu hiện vượt trội ở trong Bách Triều Đại Chiến, Thiên La Tông tất sẽ được ban thưởng không nhỏ, thực lực chắc chắn sẽ vượt qua hai đại tông phái khác. Kẻo kẹt. Sau khi Đỗ Vân thành công đi ra một lúc, thì hai cánh cửa tử kim khác không lâu sau cũng đồng thời mở ra. Nhìn thấy một màn này, không khí trên đài cao phảng phất như ngưng động lại. Từng tia ánh mắt vội vàng nhằm về phía đó, thêm hai người xuất hiện nữa thì năm danh ngạch đã bị lấy đi bốn rồi. Nếu như lúc này còn không có người của bọn hắn đi ra, như vậy thì lần cuộc chiến hạt giống này có lẽ bọn hắn phải thất vọng mà quay về rồi. Mà dưới từng đạo ánh mắt nhìn chằm chằm đó, hai đạo thân ảnh cũng nhanh như thiểm điện từ cánh cửa tử kim cũng xông ra, cuối cùng thân hình vững vàng đáp xuống tại bên ngoài. Xôn xao. Lúc hai đạo thân ảnh xuất hiện trong chốc lát, gần như là lập tức, mọi ánh mắt đều ngưng tụ tại trên thân thể hai người bọn họ, lập tức trên đài cao liền trở nên oanh động. Bên ngoài đại điện, người ở bên trái chính là một nam tử vô cùng cường tráng. Hai tay và toàn thân nam tử đều đầy những vết sẹo chằng chịt, hơn nữa càng kỳ dị đó là những vết sẹo trên thân thể người này phảng phất như có ẩn chứa hình dạng mãnh thú, hoặc nhìn khiến cho người ta có chút sởn gai ốc. Chỉ có điều người này hiển nhiên cũng là một viên mãnh tướng. Chỉ lẳng lặng đứng yên một chỗ liền phát ra một loại khí hung sát giống như mãnh thú từ trong cơ thể tản mát ra, khiến người khác không dám khinh thường. Mà nam tử cường tráng này chính là hổ tướng Mang Sơn của Mang Vương Tông, đồng dạng cũng là một trong những người có khả năng tranh đoạt danh ngạch. Không nghĩ rằng lần này Mang Vương Tông lại đạt được thu hoạch.
Nhìn thấy người này, trong lòng mọi người trên đài cao đều một phen thầm than, rồi sau đó ánh mắt chuyển sang người còn lại. Trong lòng mọi người chợt động, sau đó từng ánh mắt cực kỳ hâm mộ liền quăng về phía Lâm Phạm, bởi vì người thứ tư chính là Lâm Lang Thiên của gia tộc Lâm Thị. Không nghĩ rằng hắn cũng thuận lợi thông qua cuộc chiến hạt giống lần này, thành công thu hoạch được một danh ngạch. Ha ha, Lâm Phạm huynh, chúc mừng chúc mừng. Lần này gia tộc Lâm Thị cuối cùng cũng có thể như ý nguyện. Một vài thế lực có quan hệ với gia tộc Lâm Thị đều đứng lên, chắp tay chúc mừng. Ha ha. Ánh mắt Lâm Phạm cũng kinh ngạc nhìn thân ảnh Lâm Lang Thiên, bàn tay giấu trong tay áo rung lên nhẹ nhẹ hiển lộ sự kích động trong lòng hắn. Lâm Lang Thiên quả không hổ là tuyệt thế thiên tài trong gia tộc Lâm Thị, không nghĩ rằng gặp phải cường địch nặng ký vẫn có thể thuận lợi thắng được, xem ra hắn trước kia còn chưa nhìn rõ được tiềm năng của kẻ này a, Lâm Phạm, xem ra gia tộc Lâm Thị ngươi lần này không về tay không rồi. Chỉ có điều danh ngạch cuối cùng xem ra phải là của gia tộc Phương Thị rồi. Phương Lôi thấy vậy, cặp mày hơi nhíu một cái, sau đó nói. Lúc này trong lòng Lâm Phạm đã tương đối kích động, cũng không có thời gian để ý đến những lời nói của Phương Lôi. Bởi vậy một lát sau khi hắn tỉnh táo lại thì ánh mắt liền hướng về phía cánh cửa tử kim cuối cùng đang đóng chặt, bờ môi khẽ mím lại. Lâm Động, chẳng lẽ ngươi ở nơi này lại thua Lâm Lang Thiên sao? Ngươi nên biết, đạt được danh ngạch Bách Triều đại chiến đối với gia tộc Lâm thì quan trọng đến mức nào? Ngươi và Lâm Lang Thiên thế như nước với lửa, nếu như lần này ngươi thất bại, những thành tựu trước kia của ngươi đều sẽ tan theo gió. Trong nội tâm Lâm Phạm lúc này có chút phức tạp. Đạt được danh ngạch cuối cùng khiến hắn kích động, lại tiếc nuối bởi vì trong hai đại tuyệt thế thiên tài, hắn chỉ có thể chọn một người. Lâm Động có thể dựa vào tài nguyên của phân gia mà tiến đến bước ngày hôm nay. Sự nỗ lực trong đó, Lâm Phạm biết rõ là vượt xa Lâm Lang Thiên. Nhưng đôi khi thế gian chính là không công bằng như vậy, ngươi nỗ lực so với người khác nhiều hơn, nhưng thu hoạch không nhất định có thể tốt hơn người khác. Ở bên ngoài điện, bốn người Mạc Lăng đều chắp tay chào nhau. Bốn người đều nghe nói qua một chút thanh danh của đối phương, cho nên mặc dù đều cùng là nhân vật thiên tài kiệt xuất, nhưng cũng không ngốc nghếch ở tại nơi này biểu hiện mình cao hơn một bậc. Hiện nay trong năm danh ngạch đã bị chúng ta lấy đi bốn, không biết danh ngạch cuối cùng này sẽ là người nào giành được. Mạc Lăng nhìn về phía cánh cửa tử kim cuối cùng vẫn đóng chặt, mỉm cười nói. Nếu như ta đoán không sai thì người tranh danh ngạch cuối cùng hẳn là Vương Trung và Lâm Động. Đỗ Vân cười nói. Hắn rất tin tưởng, hai người này đều có thực lực tranh đoạt danh ngạch, hơn nữa nhìn bộ dạng bốn người bọn họ hiển nhiên chiến đấu vừa rồi tuy kịch liệt nhưng không đến mức tận cùng. Mà nếu như bốn người bọn họ gặp phải Lâm Động và Vương Trung thì có lẽ cho dù thắng cũng sẽ không bình thản thoải mái giống bây giờ. Lâm Động mặc dù có chút bản lĩnh, nhưng làm sao có thể là đối thủ của Vương Trung huynh. Lâm Lang Thiên cười nhạt nói. Vương Trung mạnh thế nào hắn tự nhiên biết rõ, mặc dù Lâm Động cũng không tệ, nhưng muốn thắng được Vương Trung thì hắn cũng không cho rằng Lâm Động năng lực đó. Lâm Lang Thiên, Lâm Động kia cũng là người của gia tộc ngươi, ngươi vậy mà lại không nói giúp hắn, ngược lại thiên vị ngoại nhân, thật sự khiến lòng người rét lạnh a, Mang Sơn Cường Tráng phát ra thanh âm hùng hồn nói. Bọn hắn đều rất tin tưởng, nếu như danh ngạch cuối cùng thật sự là Vương Trung và Lâm Động tranh nhau, như vậy cuộc chiến sẽ cực kỳ kịch liệt. Từ một phương diện nào đó mà nói thì Lâm Động và Vương Trung cũng thật xui xẻo, không ngờ lại cùng chạm mặt tại một nơi. Lưỡng hổ tương đấu tất có một bên trọng thương. Lời ngay nói thật mà thôi, có lẽ không lâu nữa sẽ có kết quả thôi, đợi đi. Lâm Lang Thiên cười nhạt một tiếng, hai tay thả lỏng phía sau. Trong mắt hắn bắt đầu có thể một tia hàn ý. Nếu như Lâm Động lúc này thất bại, như vậy hắn sẽ không còn chỗ dựa trong gia tộc Lâm Thị nữa, đến lúc đó không cần hắn mở miệng tự nhiên sẽ có người chỉnh đốn hắn và phân gia Viêm Thành. Ha ha, Lâm Lang Thiên nói vậy, nhưng ta lại có ý khác. Ta cho rằng danh ngạch cuối cùng này sẽ là Lâm Động giành được. Đến lúc đó có lẽ phải chúc mừng gia tộc Lâm Thị các ngươi, đồng thời lấy được hai danh ngạch, đây quả thật là điều mà nhiều năm qua chưa từng xuất hiện tại Vương Triều Đại Viêm ta. Mạc Lăng mỉm cười nói. Được Tam Hoàng tử để mắt rồi, chỉ có điều chi e có một số người không có tư cách này. Lâm Lang Thiên cười. Nhưng hắn còn chưa dứt lời thì cánh cửa tử kim cuối cùng đột nhiên kịch liệt rung chuyển, cuối cùng chỉ nghe ầm một tiếng liền nổ tung, không ngờ lại trực tiếp nổ tung. Ầm. Cánh cửa tử kim cực lớn, trong ánh mắt kinh ngạc của rất nhiều người nổ tung, sau đó, một cổ nguyên lực kinh người chấn động, giống như biển gầm thét. Bốn cự chỉ cổ xưa hợp thành một chỉ bắn mạnh ra, sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn, hoàn toàn nổ tung. Vù. Mà lúc cự chỉ cổ xưa nổ tung, một đạo huyết quang ảm đạm cũng bắn ngược ra. Hai chân ở trên mặt đất để lại một vết rạch dưới đất dài vài trăm mét sau đó mới chậm rãi ngừng lại. Một màn đột nhiên xuất hiện khiến cho toàn trường liền trở nên yên tĩnh, sau đó từng đạo ánh mắt nhanh như thiểm điện nhìn về phía huyết quang. Ngay sau đó đồng tử của tất cả mọi người đột nhiên co lại. Hai người Vương Lôi và Vương Viêm ngay lập tức mừng như điên,
bởi vì thân ảnh vừa hiện thân đó chính là Vương Trung. Ai? Thấy vậy, Lâm Phạm thở dài một hơi thật sâu. Đọ sức giữa Lâm Động và Lâm Lan Thiên cứ như vậy phân thắng bại sao? Ha ha! Tuy rằng cảnh tượng Vương Trung xuất hiện có chút kỳ lạ, nhưng Vương Lôi vẫn nhịn không được cười to một tiếng. Thế nhưng tiếng cười của hắn vừa dứt thì Vương Trung ở trong sân liền ngửa mặt lên trời phun ra một ngụm máu tươi, rồi sau đó ngửa mặt lên trời gục xuống. Tiếng cười của Vương Lôi ngay lập tức dừng lại, từng ánh mắt xung quanh kinh ngạc nhìn một màn này. Mà trong lúc bọn hắn đang kinh ngạc, nơi cánh cửa tử kim bạo liệt lại có tiếng bước chân nho nhỏ truyền ra. Ngay sau đó, một đạo thân ảnh đón ánh mặt trời chậm rãi bước ra, cuối cùng xuất hiện dưới ánh mắt chăm chú của mọi người. Cuộc chiến hạt giống này hẳn không phải cứ người nào bước ra khỏi cả cửa này chính là người thắng chứ. Đạo thân ảnh ngẩng cao đầu, ngẩng đầu nhìn về phía đám người trên đài cao, thanh âm nhàn nhạt lập tức khiến vẻ mặt của mọi người ngốc trệ. Nhìn người bước ra từ phía cánh cửa tử kim cuối cùng, ở bên ngoài điện. Toàn bộ hiển nhiên đều lâm vào yên tĩnh. Ngay cả nhân vật giống như Mạc Tiêu Thiên cũng có chút kinh ngạc nhìn đạo thân ảnh, rồi sau đó ánh mắt chuyển về phía Vương Trung ngã dưới đất. Bây giờ bọn họ mới hiểu được, vừa rồi nhóm người bọn họ dường như đã kết luận quá sớm. Bởi vì người cuối cùng từ bên trong thông đạo đi ra chính là Lâm Động. Nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, lại lần nữa liếc nhìn Lâm Động tóc tai có chút rối tung, trên thân thể có vết máu, nhưng ánh mắt sáng ngời và mạnh mẽ, bất cứ ai cũng biết, giao thủ giữa hai người, ai là kẻ thắng. Trên đài cao vẫn yên tĩnh, thậm chí ngay cả trong ánh mắt Lâm Phạm và Vương Lôi cũng xuất hiện trạng thái ngây ngẩn, hiển nhiên là vẫn chưa khôi phục lại tinh thần trước kết quả đột ngột như vậy. Về phần một vài thế lực đứng đầu còn lại, trong mắt đều tràn ngập vẻ khiếp sợ, kết quả này quả thật nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người. Bọn họ biết rõ Lâm Động gần đây danh tiếng rất thịnh, nhưng Vương Trung đã có thanh danh hiển hách nhiều năm nay tại Vương Triều Đại Viêm. Lại nói, ai cũng tin rằng, trong năm danh ngạch của cuộc chiến hạt giống chắc chắn sẽ có hắn. Cho nên, lúc vừa rồi sau khi biết Vương Trung giao thủ với Lâm Động, trong lòng bọn họ đều thầm than Lâm Động xui xẻo. Một ngôi sao vừa mới nổi có lẽ hôm nay sẽ phải nếm mùi bại trận. Thậm chí, không phải chỉ riêng bọn hắn, mà ngay cả Lâm Phạm cũng không dám ôm kỳ vọng quá lớn, dù sao thì thanh danh của Vương Trung cũng quá vang dội. Nhưng loại cục diện đó lại xuất hiện kết cục như hiện nay, nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, lại nhìn Lâm Động toàn thân khí huyết sôi trào, người nào cũng biết hai người đã bạo phát một cuộc đại chiến kinh thiên động địa. Nhưng trong trận đại chiến đó, Lâm Động lại là người cuối cùng bước ra. Nhìn thân ảnh tuổi trẻ đi ra khỏi điện, bọn họ đều hiểu rằng cuộc chiến hạt giống đã có kết quả cuối cùng. Năm danh ngạch đều đã có tên, mà càng khiến cho bọn họ âm thầm cảm thấy ao ước và đố kỵ đó chính là gia tộc Lâm Thị không ngờ lại trực tiếp chiếm được hai danh ngạch. Loại chuyện này nhiều năm qua chưa từng xuất hiện tại Vương Triều Đại Viêm. Dù sao thì muốn tuyển chọn ra một người nổi tiếng trong đám thiên tài thì tốn kém tài nguyên cũng không ít, ngay cả mạnh mẽ như Hoàng Thất cũng chỉ phái ra một mình Tam Hoàng tử Mạc Lăng, những tông phái và gia tộc khác làm sao có thể có thủ bút bồi dưỡng được nhiều tuyệt thế thiên tài được. Hơn nữa, bọn họ đều hiểu Lâm Thị tông tộc có thể lấy được hai cái danh ngạch hoàn toàn là nhờ vận khí bởi vì Lâm Động nửa đường xuất hiện, lúc trước không hề tiêu phí chút tài nguyên của gia tộc Lâm Thị thì hắn đã có được thực lực như vậy, hoàn toàn là dựa vào nỗ lực của bản thân. Mà gia tộc Lâm Thị thì gần như không hề trả một cái giá gì đã gặt hái được một tuyệt thế thiên tài không thua kém gì Lâm Lan Thiên. Hôm nay hắn còn ở trong cuộc chiến hạt giống đánh bại Vương Trung, vì gia tộc Lâm Thị giành được cái danh ngạch thứ hai. May mắn như thế, thật sự không thể không khiến người khác cực kỳ hâm mộ. Lâm Phạm huynh, lần này thật đúng là phải chúc mừng a. Mạc Tiêu Thiên xoay người lại, nhìn vào Lâm Phạm có chút giật mình, cười nói. Bệ hạ nói đùa rồi. Lâm Phạm lúc này cuối cùng cũng phục hồi tinh thần, vội vàng ôm quyền, nhưng trên mặt đã không che giấu được sự cuồng hỉ. Hắn lúc này quả thật cảm thấy xúc động đến choáng váng. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ rằng gia tộc Lâm Thị có thể đạt được hai danh ngạch trong một lần cuộc chiến hạt giống như thế này. Loại chuyện này cho dù phóng mắt khắp lịch sử Vương Triều Đại Viêm, số lần xuất hiện cũng sẽ không vượt quá một bàn tay, nhưng hôm nay may mắn to lớn đó lại rơi xuống đầu gia tộc Lâm Thị bọn hắn. Lúc Lâm Phạm lộ vẻ cuồng hỉ thì Vương Lôi ngồi ở bên cạnh sắc mặt trắng bệch. Hắn có chút không thể tin nhìn vào thân ảnh Vương Trung bị trọng thương, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn thật sự là không thể tin, hắn nghĩ Vương Trung sẽ dễ dàng giành được một danh ngạch, hơn nữa còn gánh vác hy vọng của gia tộc Vương Thị triển lộ quang mang trong Bách Triều Đại Chiến, thế nhưng cuối cùng lại thất bại trong tay một Lâm Động vô danh. Làm sao có thể? Sau lưng Vương Lôi, vẻ mặt vốn đắc ý của Vương Viêm cũng trở nên ảm đạm vô sắc, trong miệng không ngừng lẩm bẩm. Cũng giống như Vương Lôi, đối với thực lực của Vương Trung, hắn có lòng tin tuyệt đối. Trong mắt hắn, Lâm Động lần này gặp phải Vương Trung quả thực chính là chuyện bất hạnh lớn nhất của Lâm Động. Vốn hắn định đợi lúc Vương Trung thắng lợi trở về thì sẽ tìm mọi cách châm chọc tên Lâm Động thất bại ấy, nhưng sự thật lại trêu đùa hắn đến tàn khốc.
Nhìn thân ảnh trọng thương hôn mê, trong lòng Vương Viêm phảng phất như sụp đổ vậy. Hắn thật sự không tin rằng một con kiến hôi nhỏ bé 2 năm trước hắn có thể tùy tiện bóp chết, vậy mà hôm nay, chiến thần trong lòng hắn lại thua con kiến hôi nhỏ bé này. Chỉ có điều, bất kể hắn muốn tin hay không, nhưng sự thật chính là như vậy, nó sẽ không bởi vì bất cứ kẻ nào không muốn tin mà sẽ thay đổi. Ở ngoài điện, ánh mắt Lâm Động liếc nhìn Vương Trung trọng thương hôn mê, thân thể vốn căng thẳng đã thả lỏng hơn rất nhiều. Ngay lập tức một cổ cảm giác suy nhược từ sâu trong thân thể hắn tràn ra. Hắn ngẩng đầu nhìn đám người Mạc Lăng, không khỏi tự giễu lắc đầu, cùng những người bộ dáng vô cùng thoải mái này so sánh, hắn quả thực có một loại xúc động muốn chửi thề một trận. Ha ha, Lâm Động huynh, chúc mừng. Vừa rồi ta còn nói lần cuộc chiến hạt giống này, tất có Lâm Động huynh trong danh ngạch, không ngờ bây giờ liền ứng nghiệm rồi. Mạc Lăng hướng về phía Lâm Động mỉm cười, thanh âm nhu hòa nói. Ngươi chính là Lâm Động. Quả nhiên là đại hán tử, không ngờ ngay cả Vương Trung cũng không phải đối thủ của ngươi. May là lần này ta không gặp ngươi, nếu không danh ngạch này chỉ e sẽ không đạt đến tay. Mang Sơn của Mang Vương Tông cũng dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lâm Động, sau đó thanh âm hùng hậu phát ra. Người này mặc dù thoạt nhìn thô cùng, nhưng hiển nhiên không phải là loại người ngốc nghếch. Hắn cũng rõ ràng lần cuộc chiến hạt giống này, trong số 5 trận chiến của vòng cuối cùng, trận của Lâm Động tuyệt đối là gian nan nhất. Lâm Động và Vương Trung đều là hạng người nhân tài kiệt xuất, nếu xếp tại các tổ khác, chỉ cần không gặp phải Mạc Lăng của Hoàng Thất thì e rằng sẽ có 8 phần giành được danh ngạch. Nhưng ai ngờ hai gã khó giải quyết này lại xui xẻo đụng mặt nhau. Trận chiến này mặc dù bọn hắn không nhìn thấy, nhưng nhìn khí huyết tràn ra quanh người Lâm Động và bộ dáng thê thảm của Vương Trung, chắc chắn đã xảy ra một hồi đại chiến thảm khốc đến cực điểm. Mà bên trong trận đại chiến thảm khốc này, Lâm Động ngoài dự đoán của mọi người lại là người nở nụ cười cuối cùng. Nói cách khác, thực lực của hắn cao hơn Vương Trung một bậc, thực lực như vậy ở trong 5 người bọn họ, Mang Sơn thấy e rằng chỉ có Mạc Lăng mới có thể cùng giao thủ. Đỗ Vân của Thiên La Tông cũng dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Lâm Động chằm chằm, chật 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 một tiếng. Khó trách sư phụ của hắn lại không cho hắn đi trêu chọc Lâm Động, thì ra gã này lại khó giải quyết như vậy. Đối với 3 người Mạc Lăng, Mang Sơn, Đỗ Vân, Lâm Động tương đối hiền lành, hướng về phía 3 người chắp tay khách khí, cười nói, chỉ là may mắn mà thôi. Xem ra quả thật là may mắn, nói không chừng vừa rồi tỏ ra yếu nhược, sau đó đợi đến khi Vương Trung lơ là thì đột nhiên động thủ. Lúc này, Lâm Lan Thiên trầm mặt trong chốc lát cũng không nhịn được cười lạnh, ánh mắt của hắn tương đối âm trầm. Lúc trước không phát hiện ra thân ảnh của Lâm Động, trong lòng hắn đã cho rằng cuộc đọ sức giữa hai người cuối cùng đã phân thắng bại, nào ngờ sự tình lại thay đổi cực nhanh đến không tưởng. Nhất thời, cho dù là với tâm cơ của hắn cũng có chút không thích ứng. Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ngươi không phải gặp ta, nếu không, ngươi cũng sẽ có kết quả như vậy. Lâm Động cười nhạt một tiếng, nói. Nghe vậy, ánh mắt Lâm Lan Thiên liền trở nên lạnh lẽo, chỉ có điều cũng không có thật sự động thủ. Ánh mắt của hắn vẫn không tự chủ được thoáng nhìn qua Vương Trung ở phía xa, nhìn bộ dạng thê thảm của người này, đồng tử của hắn không nhìn được co rút. Mặc kệ miệng lưỡi hắn có lợi hại như thế nào, nhưng hắn rất rõ thực lực của Vương Trung. Nhưng bây giờ gã lại thua trong tay Lâm Động, khiến cho mức độ nguy hiểm của Lâm Động trong lòng hắn không thể không nâng lên một bậc. Hắn hiểu rằng, Lâm Động hiện nay nếu như mình không sử dụng đến lá bài tẩy cuối cùng thì sợ rằng cũng rất khó làm gì được hắn. Con kiến hôi nhỏ bé trong mắt hắn năm đó, bất tri bất giác đã trưởng thành đến mức ngay cả hắn cũng không dám khinh thường. Mạc Lăng ở bên cạnh nhìn bộ dáng đối chọi gay gắt của hai người cũng ngẩn ra, chợt hiểu rõ, xem ra hai người này ở trong gia tộc Lâm thì có ân oán tương đối sâu. Bệ hạ, không biết trận chiến cuối cùng ta có tính là người thắng không? Nếu như tính thì có thể tuyên bố kết quả được chưa? Lâm Động ngẩng đầu, nhìn về phía Mạc Tiêu Thiên trên đài cao, âm thanh kính cẩn nói. Ha ha, tất nhiên là. Nghe thấy vậy, Mạc Tiêu Thiên cười, những lời của hắn còn chưa dứt thì bỗng nhiên cảm nhận được một cổ sát khí kinh người từ bên cạnh bộc phát ra. Tiểu súc sinh, ngươi dám làm Vương Trung bị thương như vậy, ta muốn ngươi hôm nay phải đem mạng mình ra trả. Cổ sát khí vừa xuất hiện thì mọi người liền nhìn thấy thân hình Vương Lôi đột nhiên phóng tới, trong đôi mắt tràn ngập sát khí dày đặc. Trảo phong vô cùng mạnh mẽ nện về phía đầu Lâm Động, thiên địa cuồng phong gào thét, hàng phong lạnh lẽo. Cường giả niết bản cảnh vừa ra tay liền khiến trời rung đất chuyển. Vương Lôi không ngờ lại không nén giận nổi, cùng với Lâm Động thực lực chênh lệch khổng lồ trực tiếp hạ sát thủ. Ầm ầm. Thân ảnh của Vương Lôi giống như bạo lộng phẫn nộ, thân hình vừa xẹt qua thì không gian liền trở nên vặn vẹo, đẳng cấp lực lượng như vậy cường hãn đến mức đáng sợ. Vương Lôi lúc này ra tay gần như đều ngoài dự liệu của tất cả mọi người, không ai ngờ rằng thân là tộc trưởng của gia tộc Vương Thị mà hắn lại có thái độ thất lễ như thế, bất chấp thân phận và cục diện khác biệt, cưỡng ép ra đòn sát thủ với Lâm Động. Thân hình Vương Lôi nhanh như tia chớp, gần như là lúc cổ sát khí vừa mới tuôn ra thì hắn liền từ đài cao lao xuống.
Khí tức cường đại của cường giả Niết Bàn cảnh không hề giữ lại bộc phát ra, một cổ áp lực cực kỳ hung hãn quét ra, thậm chí ngay cả một vài vị tông chủ các thế lực đứng đầu còn chưa bước vào Niết Bàn cảnh ở trên đài cao cũng cảm thấy hô hấp có chút nặng nề. Đám người Mạc Lăng ở bên cạnh Lâm Động cũng bởi vì biến cố này mà sắc mặt biến đổi. Bọn họ vừa định hét lớn thì uy áp cường hoành của cường giả Niết Bàn cảnh liền bao trùm đến, trực tiếp đem những lời nói trong miệng bọn chúng cưỡng ép chấn trở về, rồi sau đó một cổ kình phong ngang ngược quét tới, đem bốn người Mạc Lăng chấn đến liên tiếp lùi về phía sau. Mà lúc này, cũng mơ hồ có thể thấy rõ thực lực của bốn người, Vương Lôi vừa quét ra, Mang Sơn của Mang Vương Tông và Đỗ Vân của Thiên La Tông đều lùi lại hơn 10 bước mới chật vật ổn định thân thể, mà trái lại hai người Mạc Lăng và Lâm Lan Thiên mặc dù cũng bị chấn đến liên tiếp lùi về phía sau, nhưng bước chân lại không có chút rối loạn. Thân thể chấn động một cái liền xảo diệu hóa giải được kình phong ập đến. Mà Vương Lôi lần này nổi giận ra tay hiển nhiên là nhằm vào Lâm Động, cho nên bốn người Mạc Lăng cũng không bị thương tổn gì. Khi bọn hắn ổn định hạ thân thì liền thấy Vương Lôi đã xuất hiện phía trên Lâm Động, lập tức sắc mặt đều biến đổi. Chỉ có trong mắt Lâm Lan Thiên xẹt qua một tia cười lạnh. Hắn có thù sâu đậm với Lâm Động, bây giờ chỉ hận Vương Lôi không thể ngay lập tức giết chết Lâm Động, một màn này quả thật rất hợp ý hắn. Trong sân lúc này, quanh người Lâm Động không thể cử động, sắc mặt hắn cũng cực kỳ âm trầm, hai mắt gắt gao nhìn Vương Lôi nổi giận xông đến. Hắn có thể cảm giác được nguyên lực thiên địa quanh người hắn đã bị Vương Lôi khống chế. Đối mặt với cường giả Niết Bàn cảnh, hắn căn bản không có cơ hội né tránh. Khí tức áp bách của cường giả Niết Bàn cảnh khiến áo quần toàn thân Lâm Động rung chuyển bay phất phới. Chỉ có điều dưới loại áp lực này, trong mắt Lâm Động lại có một tia hung tàn chớp động, bàn tay siết chặt, tùy thời có thể đem huyết linh khôi triệu hoán ra đối địch. Tiểu súc sinh, nhất định là ngươi thi triển thủ đoạn ti tiện mới có thể đánh Vương Trung bị thương thành như vậy, chết đi cho ta. Ánh mắt Vương Lôi bạo nộ và hung tàn nhìn chằm chằm Lâm Động gần trong gang tấc, sát ý trong lòng không thể ngăn chặn trào lên. Trong lòng nổi giận, hắn bây giờ chỉ hận không thể lập tức đem kẻ trước mặt đập thành thịt vụn. Nhìn một quyền Vương Lôi nện tới, hai mắt Lâm Động nhíu lại. Thế nhưng, lúc hắn sắp triệu hồi ra huyết linh khôi, một tiếng hét tràn ngập tức giận giống như sấm vang vọng khắp bầu trời phát ra. Vương Lôi, ngươi dám trước mặt ta ra tay với người của gia tộc Lâm Thị, thật sự xem Lâm Phạm ta không tồn tại sao? Tiếng hét vang vọng khắp nơi, sau đó một đạo thân ảnh phá không vọt tới, chỉ sau một loáng liền trực tiếp xuất hiện trước mặt Lâm Động. Hắn trước hết vung tay áo bào một cái, đem Lâm Động đẩy lùi, sau đó nguyên lực ba động khổng lồ bạo phát ra, một chưởng nện ra, cùng với quyền của Vương Lôi hung hăng va vào nhau. Quyền chưởng giao nhau, nhất thời, một làn sóng giống như lốc lập tức điên cuồng thổi quét ra. Trên mặt đất, từng đạo khe nứt khổng lồ nhanh chóng lan ra, giống như địa chấn vậy. Thân hình Lâm Động rơi xuống đất, chợt mũi chân điểm xuống mặt đất một cái lại lần nữa nhanh chóng lùi lại, lúc này mới có thể hoàn toàn né tránh được làn sóng tràn tới. Sân bãi trong chốc lát liền bạo liệt ra. Ánh mắt Lâm Động có chút ngưng trọng, lực lượng Niết Bàn cảnh quả nhiên không phải là tạo hóa cảnh có thể so sánh. Trong sân, hai đạo thân ảnh tiếp xúc với nhau, dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người vừa mới chạm vào lập tức tách ra. Hai chân của hai người đều kéo lê trên mặt đất, để lại trên đó một đạo dấu vết thật sâu, mặt đất cứng rắn dưới chân bọn họ lúc này yếu ớt giống như đậu hũ vậy. Vương Lôi, ngươi hôm nay muốn làm mất hết mặt mũi của gia tộc Vương Thị hay sao? Loại tình huống sau khi thất bại cuộc chiến hạt giống thì thẹn quá hóa giận đã nhiều năm không xuất hiện rồi. Thân thể Lâm Phạm chấn động, thân hình cưỡng ép bình ổn lại, sau đó ánh mắt âm trầm nhìn về phía Vương Lôi, quát lên. Vương Lôi lúc này bị Lâm Phạm cản lại, hắn liền biết rõ ý đồ muốn giết Lâm Động đã lại một lần nữa không thể thực hiện, lập tức chỉ có thể hít sâu một hơi. Hắn biết rõ loại chuyện này hắn chiếm không đến nửa phần lý lẽ, chỉ có điều chuyện Vương Trung thua trong tay Lâm Động đối với hắn mà nói quả thật là sự đã kích quá lớn, lớn đủ để khiến hắn mất đi lý trí. Vù vù. Lúc này, phần đông các thế lực đứng trên đài cao cũng phục hồi tinh thần, cặp mày Mạc Tiêu Thiên nhíu một cái, thân hình khẽ động liền cùng mọi người từ trên đài cao lướt xuống dưới, nhìn về phía Vương Lôi, trầm giọng nói, tộc trưởng Vương Lôi, cuộc chiến hạt giống có rất nhiều quy củ. Là do tất cả các thế lực ở Vương Triều Đại Viêm chúng ta cùng thiết lập. Hành vi của ngươi như vậy không phải là khôn ngoan, dựa theo quy củ có thể tùy thời hủy bỏ tư cách tham gia lần cuộc chiến hạt giống tiếp theo của gia tộc Vương Thị. Nghe vậy, sắc mặt Vương Lôi cũng hơi đổi. Lần này gia tộc Vương Thị đã thất bại, nếu như bị hủy tư cách lần tiếp theo thì thực lực tất sẽ giảm mạnh, chuyện này đối với bọn hắn mà nói chính là một loại đả kích trí mạng. Bệ hạ bớt giận, ta cho rằng trong lúc tỉ thí giữa Lâm Động và Vương Trung có vấn đề nên lúc nãy mới muốn ra tay thử một lần. Hừ, ngươi thua thì liền có vấn đề, Vương Lôi, loại lý do không biết xấu hổ này mà cũng nói ra được. Năm đó gia tộc Lâm Thị ta bại trong tay gia tộc Vương Thị của ngươi, có nói lời này không? Vẻ mặt Lâm Phạm lạnh lẽo,
cười lạnh châm biếm nói. Đương nhiên, không chỉ có vẻ mặt hắn châm biếm, mà ngay cả một vài tông chủ các thế lực đứng đầu cũng không khỏi lắc đầu. Hành vi của Vương Lôi lần này quả thật hơi có chút mất thân phận. Mặc dù cuộc chiến hạt giống đối với bọn hắn rất trọng yếu, nhưng sau khi thất bại còn viện cớ thì quả thật hơi có chút khiến người ta khinh thường. Tộc trưởng Vương Lôi, tỷ thí chỉ phân kết quả, không phân biệt quá trình. Mặc kệ đến tột cùng là thủ đoạn gì, chỉ cần có thể chiến thắng đối phương thì sẽ giành được thắng lợi danh chính ngôn thuận. Hiện nay cuộc chiến hạt giống đã kết thúc, năm danh ngạch cũng đã có sở hữu, mong rằng mọi người không nên làm chuyện lỗ mãng như vậy. Nếu không chúng ta chỉ có thể lấy danh nghĩa chung tước đoạt đi tư cách tham gia cuộc chiến hạt giống lần tiếp theo của gia tộc Vương Thị Ngươi. Mạc Tiêu Thiên cau mày, trầm giọng nói. Nghe thấy Mạc Tiêu Thiên nói vậy, sắc mặt Vương Lôi lúc xanh lúc trắng, cuối cùng chỉ có thể hung hăng nhìn chằm chằm Lâm Động và Lâm Phạm, rồi sau đó quay người phất áo rời đi. Lúc đi cũng đem Vương Trung trọng thương bất tỉnh theo, ném cho Vương Viêm sắc mặt trắng bệch ở sau lưng. Nhìn thấy Vương Lôi bị cản lại, ba người Mạc Lăng cũng thở dài một hơi. Bọn hắn biết rằng, Vương Lôi cho rằng với thực lực của Vương Trung thì muốn đoạt một danh ngạch là chuyện dễ như trở bàn tay, kết quả không ngờ rằng Vương Trung vận khí không tốt, đồng dạng lại gặp Lâm Động khó giải quyết. Lưỡng hổ tương đấu, cuối cùng Lâm Động đạt được thành lợi, nhưng loại sự thật này hiển nhiên Vương Lôi không thể nào chấp nhận được nên mới nổi giận như vậy. Đáng tiếc. Mà khác với đám người Mạc Lăng đang thở dài, Lâm Lan Thiên lại khẽ lắc đầu, trong lòng thầm cảm thấy tiếc hận. Nếu như vừa rồi Vương Lôi ra tay giết Lâm Động thì xem như hắn cũng bớt đi nhiều phiền toái. Chỉ có điều dù ngươi có thể sống sót, nhưng đợi đến khi bắt đầu bách triều đại chiến thì ta sẽ đích thân lấy mạng ngươi. Hừ, Lâm Động, ta muốn để cho ngươi biết, đắc tội với ta chính là chuyện mà ngươi hối hận nhất cuộc đời này. Ánh mắt Lâm Lan Thiên nhìn chằm chằm thân ảnh Lâm Động, giống như một con độc xà, khiến người khác không rét mà run. Mà đối với ánh mắt của Lâm Lan Thiên, Lâm Động chỉ nghiêng đầu liếc mắt hắn, khóe miệng cũng nhếch lên một tia cười lạnh, trong mắt phát ra sát ý dày đặc. Người này thật sự là mối họa trong lòng hắn. Bây giờ tại Vương Triều Đại Viêm có Lâm Phạm trấn áp, hắn có lẽ không thể ra tay, chỉ có điều một khi tiến vào Bách Triều Đại Chiến, nếu như hắn có cơ hội, tuyệt đối phải xử lý Lâm Lan Thiên trước tiên. Lâm Động, ngươi không sao chứ? Lúc này Lâm Phạm cũng xoay người, nhìn về phía Lâm Động, có chút khẩn trương nói. Gia tộc Lâm thì bọn hắn vất vả lắm mới giành được hai cái danh ngạch, nếu như Lâm Động thực sự bị Vương Lôi đã thương, như vậy hôm nay chính hắn chỉ e sẽ phát điên lên mất. Không có gì đáng ngại. Lâm Động mỉm cười. Hắn biết rõ, thành công đạt được danh ngạch Bách Triều Đại Chiến lại càng khiến cho địa vị của hắn ở trong long lòng Lâm Phạm đặt ngang với Lâm Lan Thiên. Hắn bây giờ, bất luận mở miệng muốn tài nguyên khủng bố gì Lâm Phạm chắc chắn cũng sẽ dốc sức cấp cho hắn. Bởi vì Lâm Phạm cũng hiểu rõ, đây giống như đầu tư, chỉ cần Lâm Động đến lúc đó có thể biểu hiện vượt trội tại trong Bách Triều Đại Chiến, hơn nữa còn được siêu cấp tông phái lựa chọn thì những đầu tư này tất nhiên sẽ được hồi báo gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa, vì có thể khiến Lâm Động ghi nhớ lấy gia tộc Lâm Thị, sau này khi Lâm Động rời đi, Lâm Phạm tất sẽ đem hết toàn lực bảo vệ phân gia Viêm Thành, không để bọn họ bị tổn thương chút nào. Mà Lâm Động cũng đồng dạng muốn thế, chỉ có như vậy hắn mới có thể an tâm rời khỏi Vương Triều Đại Viêm. Hai người đều là người hiểu chuyện, có qua có lại. Tốt lắm, các vị, lần cuộc chiến hạt giống này, kết quả đã có. Lúc này, ánh mắt Mạc Tiêu Thiên cũng nhìn về phía mọi người, rồi sau đó ánh mắt của hắn dừng lại trên người Lâm Động một chút, trong mắt có chút vẻ kỳ quái. Lúc trước Vương Lôi ra tay với Lâm Động, hắn rõ ràng nhìn thấy trong mắt Lâm Động không có chút gì bối rối. Đối mặt với cường giả niết bàn cảnh mà còn có thể trấn định như thế, kẻ này quả thật không phải loại người tầm thường. Ngày mai, chúng ta sẽ liên thủ mở ra Thánh Linh Đàm. Năm người các ngươi có tư cách đi vào trong đó, đây là lần cuối cùng Vương Triều Đại Viêm trợ giúp các ngươi, nhưng về phần các ngươi có được kết quả gì thì còn phải xem vận mệnh của bản thân. Mà chờ các ngươi từ trong Thánh Linh Đàm đi ra, sẽ chuẩn bị tham gia vào Bách Triều Đại Chiến. Các ngươi cũng đều là thiên tài của Vương Triều Đại Viêm, hy vọng các ngươi có thể từ trong Bách Triều Đại Chiến, giành được cho Vương Triều Đại Viêm chúng ta được một chút thanh danh. Lúc nhắc đến Bách Triều Đại Chiến, cho dù là trấn định như Mạc Tiêu Thiên, trong mắt lúc này cũng trở nên nóng rực. Nếu có thể ở trong Bách Triều Đại Chiến thể hiện tài năng nổi trội, danh tiếng chắc chắn sẽ chấn động Đông Huyền Vực. Lần cuộc chiến hạt giống của Vương Triều Đại Viêm này, cuối cùng sau khi trải qua một phen đại chiến kịch liệt, kết quả sau cùng khiến mọi người hâm mộ nhất tất nhiên gia tộc Lâm Thị. Một gia tộc một lần chiếm hai cái danh ngạch là chuyện nhiều năm qua chưa từng xuất hiện, mà lần này lại rơi xuống trên đầu gia tộc Lâm Thị, đây quả thật là chuyện không thể không khiến mọi người cực kỳ hâm mộ được. Mà sau khi lần cuộc chiến hạt giống này kết thúc, đám người Lâm Động cũng không tiếp tục lưu lại ở Hoàng Cung quá lâu mà trực tiếp quay trở về khu vực cư trú, để nghỉ ngơi và hồi phục. Trong lần cuộc chiến hạt giống này, Lâm Động không thể nghi ngờ là vất vả nhất. Đây cũng không phải là do thực lực của hắn có vấn đề,
mà do đối thủ mà hắn chạm trán thật sự quá mức cường hoành. Thực lực của Vương Chung, bất kể là Lâm Động có thán phục hay không thì người này quả thật không hổ danh là nhân vật mà ngay cả Lâm Lang Thiên cũng không làm gì được. Sau khi thi triển rất nhiều thủ đoạn mới có thể thắng hiểm được một bậc. Theo Lâm Động phỏng đoán, cho dù Lâm Lang Thiên gặp phải Vương Chung, nếu như hắn không sử dụng đến đạo khí tức thần bí trong cơ thể thì sợ rằng cũng khó mà dễ dàng chiến thắng nổi. Đại chiến vất vả như vậy tự nhiên khiến Lâm Động cực kỳ mệt mỏi, bởi vậy sau khi đặt chân về chỗ của mình, hắn liền trực tiếp trở về phòng. Hôm nay sau khi giành được danh ngạch, địa vị của hắn hiển nhiên không thể thấp hơn Lâm Lang Thiên, bởi vậy mà ngay cả Lâm Phạm cũng chỉ mỉm cười gật đầu, dặn dò hắn nghỉ ngơi cho tốt, chuẩn bị ngày mai lên đường đến Thánh Linh Đàm. O không o, phù. Lúc Lâm Động trở lại đình viện của mình thì Tiểu Viêm đang nằm sấp ở đó chờ đợi một ngày lập tức đứng lên, sau đó hưng phấn lao về phía Lâm Động. Bộ dáng quen thuộc này khiến trên khuôn mặt Lâm Động hiện lên một nụ cười. Ngươi ngày mai đến Thánh Linh Đàm hãy đem con hổ ngốc này theo, nếu quả thật giống như lời của những người kia, Thánh Linh Đàm là do tinh huyết của viễn cổ thần thú ngưng tụ thành, chỉ cần còn một chút tinh huyết sót lại, sẽ rất quan trọng đối với con hổ ngốc này, cũng để ngày sau có thể trùng kích đến Niết Bàn cảnh. Lúc này Tiểu Điêu hiện ra, lười biếng nói: "Nếu như Thánh Linh Đàm này còn sót là tinh huyết của thần thú, vậy ngươi không muốn một chút sao?" Lâm Động cười nói: "Xùy, Điêu gia thân là Thiên Yêu Điêu, chính là chủng loài đứng đầu giới yêu thú, bình thường toàn ăn thần thú, làm sao có thể để ý đến chút huyết mạch còn sót lại này chứ?" Nghe vậy, Tiểu Điêu khinh thường, nhếch miệng nói. Lâm Động cười cười, cũng không để ý đến chuyện mạnh miệng của Tiểu Điêu, hắn vuốt đầu Tiểu Viêm, đột nhiên nói, nghe nói yêu thú tiến vào Niết Bàn cảnh có thể biến ảo hình người. Tiểu Viêm đến khi nào mới có thể biến đổi? Đợi sau khi con hổ ngốc này vượt qua Niết Bàn cảnh rồi hãy nói sau, đến lúc đó từ trong đến ngoài tẩy tủy phạt cốt, tự nhiên có thể biến ảo hình người. Chỉ có điều biến hình thì có gì hay chứ? Thân thể như thế quá yếu ớt, còn không bằng hình thể cường đại của yêu thú. Tiểu Điêu vẫy vẫy móng vuốt, nói: "Mặt khác tiểu tử à, chờ ngươi tiến vào viễn cổ chiến trường tham gia Bách Triều đại chiến, nên cẩn thận một chút, nơi đấy không thể so với Vương Triều Đại Viêm, cả Đông Huyền vực có ngàn vạn vương triều đều có thiên tài, lúc đó sẽ tụ tập tại nơi đấy, ngươi hiện giờ nhìn thấy đám người Lâm Lang Thiên và Vương Trung quả thật là nhân vật thiên tài. Nhưng ngươi phải biết rõ, cho dù là thiên tài cũng có tam lục cửu đẳng. Theo đánh giá của ta, thực lực của các ngươi mặc dù đứng đầu lớp trẻ ở Vương Triều Đại Viêm, nhưng nếu đặt trong Bách Triều Đại Chiến, sợ rằng chỉ miễn cưỡng đạt trung đẳng mà thôi. Hơn nữa Bách Triều Đại Chiến vô cùng tàn khốc, nơi đó mới chân chính là mạnh được yếu thua. Trong viễn cổ chiến trường có những tài nguyên khiến người khác đỏ mắt, không có thực lực thì không nên tham lam, nếu không tiểu mệnh khó bảo toàn." Nhìn ánh mắt có chút ngưng trọng của Tiểu Điêu, Lâm Động cũng khẽ gật đầu. Hắn chưa từng có chút khinh thường đối với cái gọi là Bách Triều Đại Chiến, hôm nay chỉ là một hồi cuộc chiến hạt giống liền khiến cho hắn cảm thấy hơi có chút chật vật, huống chi ở trong Bách Triều Đại Chiến hắn sẽ gặp đông đảo thiên tài. Trong đó thậm chí không ít người có thể càng biến thái hơn đám người Vương Chung và Mạc Lăng. Vương Triều Đại Viêm ở Đông Huyền vực chỉ là một vương triều nhỏ, theo cách nói của bọn hắn, muốn tại trong Bách Triều Đại Chiến mà bộc lộ tài năng, không khác gì khó hơn lên trời. Thậm chí, đem cái mạng nhỏ nhét vào nơi đó mà không trở lại thì cũng không chút thương xót đồng tình gì. Hắn rất rõ, Bách Triều Đại Chiến mở ra nhiều năm như vậy, ở trong đó có thể bộc phát tài năng, tính ra phần lớn các thiên tài đều trở thành hòn đá lót chân cho người khác. Lần tôi luyện này, không phải là những trải nghiệm trước kia của hắn có thể so sánh, 2 năm qua lịch lãm rèn luyện, so sánh với Bách Triều Đại Chiến chỉ giống như trò đùa. Chỉ có điều Bách Triều Đại Chiến mặc dù nguy hiểm rất lớn, nhưng ở trong đó cũng là chỗ để trở nên mạnh mẽ tốt nhất. Ta lại hy vọng ngươi vào trong đó, ngươi thân mang thạch phù thần bí và thôn vệ tổ phù, sau này có chút phiền phức tất sẽ tìm đến ngươi. Nếu như ngươi không có thực lực, kết quả sẽ rất ư là thê thảm. Ta năm đó có thể may mắn thoát được có một chút sinh cơ, nhưng ngươi có thể không có cơ hội này, nếu như ngươi như vậy thì sẽ không còn hy vọng Đông Sơn tái khởi nữa. Tiểu Điêu nhỏ giọng nói. Lâm Động yên lặng gật đầu. Hắn biết rõ thạch phù này thần bí và cường đại như thế nào. Cho đến bây giờ hắn cũng không biết thứ này đến tột cùng là cái gì, nhưng hắn rất rõ, thạch phù chắc chắn không phải vật tầm thường, nếu không thì hắn cũng không có khả năng ở trong đại hoang cổ bi, trở thành kẻ được thôn vệ tổ phù chấp nhận. Thạch phù này đúng là không thể nhìn thấu. Thần bí mà cường đại như vậy, có lẽ về sau sẽ mang đến cho hắn đại kỳ ngộ hoặc là đại nguy cơ, bởi vậy, theo như lời Tiểu Điêu nói, hắn cần phải có thực lực cường đại để bảo vệ mình. Lâm Động ngửa mặt lên trời, nhìn sắc trời dần ảm đạm, thở một hơi thật dài, trong mắt lóe lên chút lửa nóng. Đã như vậy hắn sẽ mượn Bách Triều Đại Chiến này, triệt để khiến bản thân hoàn toàn lột xác. Chỉ cần mình trở nên cường đại, mặc kệ sau này có phiền toái gì tìm đến tận cửa đều có thể tự nhiên ứng phó. O không o, bóng đêm bao phủ hoàng thành nguy nga,
Mặc dù là đêm khuya, nhưng trong hoàng thành vẫn giăng đèn kết hoa, vô cùng phồn hoa náo nhiệt. Lâm Động tĩnh lặng ngồi xếp bằng trong đình viện, Tiểu Viêm phủ phục bên cạnh hắn, đôi huyết dực ngẫu nhiên phe phẩy, trong đình viện lúc này mang theo từng đạo tiếng gió. Trong yên tĩnh, Lâm Động đang khép hờ hai mắt đột nhiên chậm rãi mở ra, quay đầu sang nhìn về phía trên tường viện. Nơi ấy có một đạo thân hình im lặng đứng ở nơi đó, lập tức không khỏi cười nói, tộc trưởng Lâm Phạm, đã trễ như vậy rồi sao còn chưa nghỉ ngơi? Ha ha, thật có chút cao hứng, có lẽ không dễ ngủ. Lâm Phạm lao xuống, còn chưa đến bên cạnh Lâm Động thì Tiểu Viêm ở bên cạnh đột nhiên đứng lên, trong con mắt hổ lóe lên vẻ cảnh giác và hung ác. Đợi đến sau khi Lâm Động khẽ vung tay thì nó mới chậm rãi hạ xuống, lại lần nữa phủ phục xuống đất. Một hung thú thật tốt. Lâm Phạm nhìn Tiểu Viêm, khen nhẹ một tiếng, rồi sau đó chuyển hướng về phía Lâm Động, lại than nhẹ một tiếng, thực sự không ngờ rằng, trong phân gia lại xuất hiện một nhân vật như ngươi, đây chính là lần đầu của gia tộc Lâm Thị những năm gần đây. Lâm Động mỉm cười, cũng không nói gì. Vốn cho rằng cuộc chiến hạt giống lần này, có thể để ngươi và Lâm Lan Thiên phân ra thắng bại, không ngờ lại có kết quả như vậy. Lâm Phạm ngồi xuống bên cạnh Lâm Động nói, thân phận hiện nay của ngươi và Lâm Lan Thiên hoàn toàn giống nhau, ân oán giữa các ngươi ta đã bất lực, muốn giải quyết như thế nào, toàn bộ đều dựa vào chính các ngươi. Tộc trưởng yên tâm, ta nếu như có được thành tựu, gia tộc Lâm Thị tất sẽ được nhận phúc trạch. Lâm Động cười, hắn biết rõ Lâm Phạm muốn nói gì, chợt dừng lại, lại tiếp tục nói, chỉ có điều tộc trưởng hẳn cũng biết ta cần các người phải làm gì cho ta a. Chỉ cần Vương Triều Đại Viêm vẫn còn gia tộc Lâm Thị, Viêm Thành tuyệt đối sẽ không bị chút thương tổn nào. Lâm Phạm chậm rãi nói, lần này ta đánh bại Vương Trung, có lẽ gia tộc Vương Thị sẽ nảy sinh hận ý, Lâm Động thản nhiên nói. Ta sẽ cảnh báo Vương Lôi, một khi ta phát hiện bọn hắn có bất kỳ hành vi nhằm vào phân gia ở Viêm Thành thì hai gia tộc Lâm Vương sẽ chính thức quyết liệt, không chết không thôi. Trong mắt Lâm Phạm hàng ý bắt đầu dày đặc, nói rằng từng chữ. Cùng gia tộc Vương Thị quyết liệt, một cái giá cực lớn như vậy, nếu như Lâm Động có thể tại trong Bách Triều Đại Chiến biểu hiện được, vậy thành quả sau này sẽ không thể hạn lượng, một gia tộc Vương Thị đến lúc đó thì tính là cái gì? Lâm Phạm thân là tộc trưởng, chọn lựa như thế nào có thể thấy rõ. Lâm Động bây giờ có thể không thể cùng so sánh với gia tộc Vương Thị, nhưng về sau, hắn sẽ hiểu rằng cho dù 100 gia tộc Vương Thị sợ rằng cũng không thể so sánh với một mình Lâm Động. Đã như vậy thì xin đa tạ tộc trưởng. Lâm Động nhẹ nhàng gật đầu, hai người đều là người thông minh, nói chuyện cũng không có gì phải khách sáo, đây cũng là một tràng giao dịch thích hợp nhất. Lâm Phạm cười cười, chợt tiếng nói vừa chuyển, nói, viễn cổ chiến trường chính là do những siêu cấp tông phái mở ra một đạo không gian. Ta phải nhắc nhở ngươi, trong không gian đó có niết bàn khí vô cùng nồng đậm. Ở nơi đó cho dù là cường giả tạo hóa cảnh, có thể từ trong nguyên lực thiên địa tinh luyện niết bàn khí ngưng tụ thành niết bàn đan. Nếu như ngươi vào trong đó, tốt nhất nên nắm bắt, mau chóng gom góp thật nhiều niết bàn đan, trùng kích niết bàn cảnh. Bởi vì chỉ khi ngươi tiến vào niết bàn cảnh thì mới có khả năng được những siêu cấp tông phái kia nhìn trúng. Hả? Ngay cả thực lực tạo hóa cảnh cũng có thể tinh luyện niết bàn đan, viễn cổ chiến trường này quả nhiên là một vùng đất kỳ dị. Khó trách những vương triều này đều muốn vươn tới nơi đó. Người nào cũng biết trùng kích niết bàn cảnh thì niết bàn khí chính là quan trọng nhất, phải có đủ niết bàn đan, nhưng niết bàn đan rất khó đạt được. Phải biết rằng cường giả niết bàn cảnh mới có thể ngưng tụ được, nhưng lúc này, ở trong viễn cổ chiến trường, ngay cả tạo hóa cảnh cũng có thể làm được điều này, đây quả thật khiến người khác khó có thể tin được. Ta lúc trước vì trùng kích niết bàn cảnh mà phải tiêu hao 20 vạn niết bàn đan, gần như khiến gia tộc Lâm Thị bị tiêu hao hơn phân nửa. Lâm Phạm cười khổ một tiếng nói, nhưng mà vẫn còn một chuyện khác mà ta phải nhắc nhở với ngươi, lúc tiến vào niết bàn cảnh, chuẩn bị niết bàn đan càng nhiều càng tốt. Điều này liên quan đến niết bàn kiếp sau này mạnh hay yếu. Lâm Động âm thầm lè lưỡi. 20 vạn niết bàn đan, hắn trên người bây giờ chỉ có hơn 1.000 viên, nói cách khác, bây giờ cho dù hắn đủ tư cách trùng kích niết bàn đan thì cũng không dám chân chính động thủ. Niết bàn đan trong đại hoang cổ bi hẳn là có số lượng này, chỉ đáng tiếc không gian cổ bi hiện nay đã có người thủ hộ. Cho dù lần sau mở ra nữa thì sợ rằng cũng không ai dám tiến vào. Lâm Động có chút tiếc nuối, sớm biết như vậy thì lúc trước nên liều chết đoạt nhiều một chút. Tốt lắm, bây giờ cũng không còn sớm nữa, ngươi hãy nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai phải tiến vào Thánh Linh Đàm. Đây cũng là một cơ hội không tệ, xác suất thất bại khi tiến vào niết bàn cảnh không nhỏ, chỉ có điều nếu như ngươi hấp thu được linh dịch trong Thánh Linh Đàm để tẩy tủy phạt cốt thì sẽ đề cao tỷ lệ thành công. Đây chính là chuyện cực kỳ trọng yếu. Bằng không cho dù có nhiều niết bàn đan hơn cũng vô ích. Lâm Phạm nhìn sắc trời một chút, rồi sau đó cũng không nói nhiều nữa, phất tay với Lâm Động, sau đó đi ra ngoài viện. Nhìn thân ảnh Lâm Phạm biến mất trong bóng đêm, Lâm Động cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi. Xem ra, để đám người phụ thân tại Vương Triều Đại Viêm an bình thì hắn phải dốc toàn lực ứng phó rồi. Cha,
các người cứ sống một cuộc sống an bình tại vương triều Đại Viêm, mưa to gió lớn ở bên ngoài cứ để mình ta chặn lại. Hôm sau, khi ánh rạng đông nhô lên từ phía chân trời, chiếu rọi hoàng thành, thành thị phồn hoa nhất vương triều Đại Viêm lập tức trong khoảnh khắc bộc phát ra sức sống kinh người. Các loại thanh ầm ĩ hội tụ cùng một chỗ, sau đó xông thẳng lên trời. Mấy ngày gần đây, chủ đề trong hoàng thành đều liên quan đến cuộc chiến hạt giống. Đối với việc tỉ thí của lớp trẻ tuổi trong vương triều Đại Viêm, gần như mọi người đều ôm hứng thú và hiếu kỳ rất lớn. Bọn họ quả thật rất muốn biết, trong số đông đảo thiên tài tụ tập này đến tột cùng ai có thể thuận lợi giành được danh ngạch Bách Triều Đại Chiến. Mà mặc dù nói cuộc chiến hạt giống tổ chức trong hoàng cung, thế nhưng điều này hiển nhiên không thể giấu giếm được tất cả mọi người, bởi vậy ngay ngày tiếp theo của cuộc chiến chấm dứt, cả hoàng thành đều biết được kết quả cuối cùng. Mà kết quả này khiến cho mọi người cảm thấy kinh dị nhất, không thể nghi ngờ chính là người thanh niên tên gọi là Lâm Động. Dù sao, trong năm người này thì danh khí của Lâm Động xem như thấp nhất, mặc dù lúc trước cùng giao thủ với Lâm Lan Thiên đã khiến thanh danh của hắn nâng lên rất nhiều, nhưng ở trong mắt nhiều người, hắn và Lâm Lan Thiên, cùng với những nhân tài trẻ tuổi kiệt xuất như Vương Trung vẫn có chênh lệch không nhỏ. Nhưng hôm nay, lúc bọn hắn nghĩ Lâm Động và đám người Lâm Lan Thiên có một khoảng chênh lệch, ấy vậy mà lại thuận lợi giành được một danh ngạch, điều này sao có thể không khiến bọn họ mở rộng tầm mắt được. Mà bên trong loại mở rộng tầm mắt này vẫn có không ít người lại tỏ vẻ hoài nghi. Mặc dù cuộc chiến hạt giống này là hàng thật giá thật, nhưng cũng có vận khí trong đó, nếu như một đường tiến vào, không gặp phải đối thủ có chút khó đối phó thì độ khó của việc giành được danh ngạch hiển nhiên sẽ thấp hơn rất nhiều. Mà những người này đều cho rằng trong lần cuộc chiến hạt giống này, vận khí của Lâm Động rất tốt, cho nên thuận buồm xuôi gió một được đi đến cuối cùng. Đương nhiên, những người ôm suy nghĩ như vậy cũng không quá lâu, bởi vì khi càng nhiều tin tức truyền đến thì bọn họ mới có thể biết chính xác trận quyết đấu trong đợt tuyển chọn. Mà khi bọn họ nghe thấy đối thủ ở vòng cuối cùng của Lâm Động lại chính là Vương Trung của gia tộc Vương Thị thì không ít người đều trợn mắt há hốc mồm. Thực lực của Vương Trung, ở một góc độ nào đó mà nói, trong đám trẻ tuổi của Vương Triều Đại Viêm tuyệt đối có thể đứng trong hàng ngũ ba hạng đầu. Trước khi bắt đầu cuộc chiến hạt giống, rất nhiều người đều dự đoán năm danh ngạch lần này, Vương Trung tất sẽ có một suất, thế nhưng kết quả cuối cùng lại ngoài dự kiến của tất cả mọi người. Không ai ngờ rằng Vương Trung lại thất bại, hơn nữa lại thua trong tay một kẻ xuất thân từ phân gia trong gia tộc Lâm Thị mà thanh danh cũng không hề quá mức vang dội. Mà rất nhiều người bởi vì kết quả như vậy mà vô cùng khiếp sợ, cũng có một số người tâm tư nhanh nhạy trong lòng đều thầm lè lưỡi. Vương Trung đã thua trong tay Lâm Động, như vậy bất kể tin tức này chấn động cỡ nào, ít nhất bọn họ cũng phải tin tưởng thực lực của Lâm Động, ít nhất là sắp sửa vượt qua Vương Trung, nếu không tuyệt đối không thể từ trong tay người này giành được danh ngạch. Dù sao ai cũng tin rằng, danh ngạch này đối với gia tộc Vương Thị là quan trọng đến mức nào, cho nên dù Vương Trung có phải liều mạng tranh đấu cũng phải dốc hết toàn lực, thế nhưng cuối cùng vẫn bại trong tay Lâm Động. Chuyện tàn khốc như vậy nói rõ cho mọi người biết cuộc chiến hạt giống lần này không có chút kẽ hở nào, mà Lâm Động quả thật là một con hắc mã thực lực cường hãn khiến người khác lắc đầu lè lưỡi. Lần này nếu như lại sắp xếp thứ hạng của những cường giả trẻ tuổi trong Vương Triều Đại Viêm, xếp ba hạng đầu chắc chắn có một suất của Lâm Động. Mà lúc cả hoàng thành đang xôn xao vì kết quả của cuộc chiến hạt giống thì đám người Lâm Động lại lần nữa tiến vào hoàng cung từ sớm, hơn nữa dưới sự dẫn dắt của Mạc Tiêu Thiên, đi đến chỗ sâu nhất trong hoàng cung. Vị trí của đám người Lâm Động chính là một mảnh rừng rậm nguyên sơ cực kỳ bao la. Mà lúc này, cách phía trước bọn hắn không xa có một tế đàn, trên tế đàn đầy phù văn kỳ lạ, trong mơ hồ có một năng lượng ba động cường đại từ trong đó phát tán ra. Thánh linh đàm ấn giấu bên trong tế đàn. Tế đàn này là do năm đó hoàng thất và tứ đại gia tộc cùng ba đại tông phái liên thủ dựng nên, ẩn sâu trong hoàng cung, 20 năm mới mở ra một lần. Bên cạnh Lâm Động lúc này, Lâm Phạm khẽ giải thích. Lâm Động khẽ gật đầu, trong mắt có chút kinh dị, không ngờ rằng tại Vương Triều Đại Viêm lại có thánh linh đàm, vật trước giờ chỉ nghe được trong truyền thuyết này lại là tồn tại thật sự. Các vị, người đã đến đông đủ, chúng ta liền động thủ mở tế đàn thôi. Mạc Tiêu Thiên chậm rãi nhìn xung quanh một lượt, sau đó cao giọng nói. Nghe thấy lời của hắn, đám người Lâm Phạm khẽ gật đầu, rồi sau đó tộc trưởng của tứ đại gia tộc và tông chủ của ba đại tông phái cũng đều đi ra, hình thành một vòng tròn, đem tế đàn vây quanh. Động thủ. Mạc Tiêu Thiên dẫn đầu quát khẽ một tiếng, thủ ấn biến ảo, nhất thời, một đạo cột sáng từ trong tay bạo xuất, sau đó liền bắn thẳng vào trong tế đàn. Vù vù. Mà khi Mạc Tiêu Thiên động thủ, đám người Lâm Phạm cũng lập tức theo sau, từng đạo cột sáng liên tiếp bắn ra, cuối cùng chiếu rọi bên trên tế đàn. Ong ong. Dưới cột sáng bao phủ, tế đàn phát ra tiếng ong ong kỳ dị, rồi sau đó một đạo vòng sáng dưới ánh mắt chăm chú của đám người Lâm Động chậm rãi hạ xuống tế đàn, rồi sau đó tràn ra, hóa thành một dòng suối năng lượng to lớn. Trong mơ hồ Lâm Động có thể cảm nhận được một năng lượng kỳ dị cực kỳ cường đại từ trong vòng ánh sáng này thẩm thấu ra. Trong vòng sáng chính là thánh linh đàm.
Mạc Lăng, Lâm Lan Thiên, 5 người các ngươi nhanh chóng tiến vào trong đó, về phần có thể nhận được chỗ tốt gì ở trong đó thì còn phải xem năng lực và bản lĩnh của bản thân. Lúc vòng sáng ngưng tụ lại, Mạc Tiêu Thiên trầm giọng quát. Rõ. Nghe thấy tiếng quát của Mạc Tiêu Thiên, trong mắt 5 người Lâm Động đều xẹt qua một tia nóng rực. Bọn họ đều hiểu độ trân quý của Thánh Linh Đàm, 20 năm mới mở ra một lần, loại kỳ ngộ này không phải là tùy tiện thì có thể gặp. Vù. Thanh âm vừa dứt, thân hình Mạc Lăng lập tức hóa thành một đạo thân ảnh mơ hồ, lao ra, rồi sau đó xông vào trong vòng ánh sáng, biến mất không nhìn thấy đâu nữa. Mà sau lưng Mạc Lăng, Đỗ Vân và Mang Sơn cũng đuổi theo, vẻ mặt hưng phấn xông vào trong vòng sáng. Nhìn ba người thuận lợi tiến vào, Lâm Lan Thiên khẽ gật đầu, rồi sau đó liếc qua Lâm Động, sâu trong ánh mắt xẹt qua một tia âm lãnh, rồi sau đó cũng vọt vào. Lâm Động thấy vậy, hai mắt hơi nhíu lại. Lâm Lan Thiên dường như không lúc nào là không nghĩ biện pháp đối phó hắn, xem ra trong lúc ở trong Thánh Linh Đàm phải cẩn thận một chút. Trong lòng xẹt qua suy nghĩ này, bàn tay Lâm Động nhẹ nhàng vỗ Tiểu Viêm được giấu trong tay áo, rồi sau đó cười, thân hình khẽ động, trực tiếp phóng vào trong vòng ánh sáng, cuối cùng cũng biến mất. Mà theo 5 người đều tiến vào trong vòng sáng, xung quanh tế đàn, đám người Mạc Tiêu Thiên cũng trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, không ngừng thúc giục năng lượng duy trì vòng ánh sáng thành hình. Bọn họ cần phải kiên trì cho đến khi đám người Lâm Động đi ra trở lại. O không o lúc Lâm Động xông vào trong vòng sáng, trước mắt liền xuất hiện bóng tối trong chốc lát, chợt sau đó ánh sáng nhu hòa liền tràn ngập ánh mắt, một mùi thơm mang theo chút mùi vị ẩm ướt ập vào mặt. Ánh mắt Lâm Động vừa chuyển, lúc này ở trước mắt hắn liền xuất hiện một cái đầm nước khổng lồ. Nước hồ màu bích lục, nhìn bên trên mặt đầm tràn ngập sinh cơ. Một cổ năng lượng tinh thuần đến kinh người không ngừng từ trong nước đầm phát tán ra. Lâm Động hít một hơi, lập tức cảm thấy thoải mái đến mức không nhịn được phát ra tiếng rên rỉ, vô số tế bào giãn ra giống như đang reo hò nhảy múa. Đây chính là Thánh Linh Đàm sao? Năng lượng quả nhiên vô cùng kinh người. Lâm Động ngạc nhiên nhìn nước đầm màu bích lục thần kỳ, thì thào lẩm bẩm. Lúc này, phía trên đầm nước, đám người Mạc Lăng đang tu tập tại đó, Lâm Động nhìn thấy vậy cũng phóng tới. Nhìn thấy Lâm Động phóng tới, Mạc Lăng hướng về phía hắn mỉm cười rồi sau đó chỉ xuống Thánh Linh Đàm nói, các vị, theo quy củ, trong Thánh Linh Đàm chia làm 5 khu vực, Đông Tây Nam Bắc và Trung ương, chúng ta 5 người vừa vặn chiếm mỗi người một phương. Chỉ có điều vì để công bằng và đạt được mục đích, việc giành lấy khu vực nào hãy rút thăm quyết định, thế nào? Mạc Lăng quả thật không hổ là người của hoàng thất, khí chất tự nhiên lúc nói chuyện liền thuyết phục mọi người, bởi vậy, đối với lời nói hợp tình hợp lý của hắn, ngay cả Lâm Động cũng không nói gì phản đối. Lâm Lan Thiên ở một bên cười nhạt một tiếng, không ai biết hắn đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy mọi người không phản đối, Mạc Lăng tiện tay xuất ra một vài điểm ánh sáng, Lâm Động tiện tay chụp một cái, quang mang tán đi, trên trang giấy viết chữ Đông. Mà lúc Lâm Động giành được vị trí của hắn, 4 người còn lại cũng đều tự mình ấn chứng kết quả, xem như không có vấn đề gì. Các vị, năng lượng trong Thánh Linh Đàm có hạn, chỉ có điều từ một góc độ nào đó mà nói thì có thể cướp đoạt. Chỉ có điều, ta hy vọng mọi người có thể hòa thuận một chút, miễn dẫn đến tranh chấp. Nhìn thấy phân chia vị trí xong, Mạc Lăng lại lần nữa lên tiếng. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn liếc về phía Lâm Động và Lâm Lan Thiên một cái thật sâu. Không ai trêu chọc, ta tự nhiên rất vui lòng hòa thuận. Thanh âm bình thản của Lâm Động phát ra, rồi sau đó chắp tay với ba người Mạc Lăng, trực tiếp phi thân về phía đông của Thánh Linh Đàm. Hắn không phải là người ngang ngược không biết nói đạo lý, hơn nữa hắn và ba người Mạc Lăng, Đỗ Vân, Mang Sơn cũng không có ân oán gì, tất nhiên sẽ không chủ động cướp đoạt năng lượng Thánh Linh Đàm của bọn họ. Đương nhiên, nếu như quả thật có người đánh chủ ý với hắn, vậy hắn cũng chỉ có thể tùy tiện đoạt một phần của đối phương thôi. Thấy vậy, Lâm Lan Thiên ngược lại cười một tiếng, cũng không nói nhiều, xoay người bay về phía khu vực của hắn. Chỉ là trong lúc xoay người, trên gương mặt của hắn lại xuất hiện một tia hàn ý, muốn đấu với ta, Lâm Động, bây giờ ta sẽ cho ngươi đến Thánh Linh Đàm mà không chút thu hoạch quay về. Thân hình Lâm Động ở giữa không trung chậm chậm hạ xuống, sau đó đứng hẳn trên mặt đầm. Hắn cúi đầu ngắm lớp nước đầm xanh ngắt tựa phỉ thúy tuyệt đẹp, cũng có chút tấm tắc thấy kỳ lạ trong lòng. Từ trong mặt nước ở Thánh Linh Đàm này, hắn có thể cảm thụ được một loại năng lượng cực kỳ đặc biệt. Thứ năng lượng đó ôn hòa mà mạnh mẽ, mơ hồ cảm giác như mang theo một loại cảm giác mát mẻ thẩm thấu vào thân thể tâm can. Đó là năng lượng của Thánh Linh Đàm sao? Quả nhiên thần kỳ. Lâm Động khẽ thở dài một tiếng, lát sau ngẩng mắt quan sát chung quanh. Diện tích Thánh Linh Đàm này không nhỏ, 5 người bọn họ chia ra, mỗi người có lẽ được phân đến một khu vực khá rộng. Ở trong những khu vực này, bọn họ có thể hấp thụ được năng lượng của Thánh Linh Đàm đến mức cao nhất. Nước ở đầm này đúng là có vị đạo huyết mạch của viễn cổ thần thú. Tiểu điêu đột nhiên xuất hiện trên vai Lâm Động. Nó giơ vuốt đánh vào mặt nước, sau đó bất thình lình một tia kinh ngạc vụt qua trong ánh mắt nó. Tiểu điêu nói,
Ở chỗ sâu của Thánh Linh Đàm này, có một loại năng lực rất mạnh đầy áp lực rất khó hiểu còn sót lại. Nếu như ta đoán không nhầm, bên dưới sợ rằng có một bộ hài cốt của viễn cổ thần thú. Từ lực áp súc mạnh mẽ này suy đoán, khi đầu thần thú này còn sống, sợ là đã từng siêu việt qua sự tồn tại cấp bậc Niết Bàn cảnh, nếu không thì sẽ không có thể phát tán ra thứ uy lực mạnh đến như vậy sau bao nhiêu năm chôn vùi dưới đáy đầm này được. Hả? Nghe xong Tiểu Điêu nói, trong lòng Lâm Động có phần chấn kinh. Tâm thần vừa động, liền có một cổ tinh thần lực xâm nhập vào Thánh Linh Đàm, rất nhanh sau đó từ hướng phía nơi sâu nhất ở đáy đầm lan ra. Chỉ có điều, lúc tinh thần lực của hắn chưa lan ra được qua 10 trượng, đột nhiên không thể thâm nhập thêm được nữa. Một thứ áp lực cực kỳ mạnh mẽ đến khó hiểu phát ra dồn ép tinh thần lực của hắn trở về. Biến cố như vậy, trong nhất thời khiến ánh mắt Lâm Động hiện lên sự sợ hãi đến cùng cực. Tinh thần lực của hắn hiện tại đã đạt được tầng linh phù sư cao cấp, ngay đến cả tinh thần lực mạnh mẽ như vậy, vẫn không có cách nào thâm nhập được Thánh Linh Đàm. Xem ra ở bên dưới quả nhiên ẩn chứa điều ảo diệu rồi. Với thực lực của ngươi, căn bản không thể thâm nhập được Thánh Linh Đàm. Thậm chí, cho dù là tên Mạc Tiêu Thiên của Hoàng Thất sợ rằng cũng chẳng cách nào thâm nhập được đâu. Tiểu Điêu giải thích. Lâm Động ngẩn ra một hồi, bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Xem ra ý định muốn dò xét đầm này của hắn chỉ có thể bỏ đi mà thôi. Đến cả cường giả Niết Bàn cảnh còn không có cách, thì hắn đứng ở ngoài xem thôi chứ có lý nào. Trước tiên hấp thụ năng lượng chỗ này của Thánh Linh Đàm đã, không thể đến không công như vậy được. Lâm Động ngồi xếp bằng trực tiếp trên mặt đầm. Tâm thần khẽ động, một cổ lực thôn phệ nhẹ nhẹ lan ra. Chớp mắt sau, trên mặt nước lập tức phát tán từng lớp sóng gợn lăn tăn ra xa dần. Tốc độ lan rộng của những gợn sóng cực kỳ nhanh. Rất mau sau đó, khu vực phía đông chỗ Lâm Động ngồi toàn bộ đều bị che phủ lực thôn phệ. Vù vù vù. Mặt nước chấn động. Một cổ năng lượng mỏng màu ngọc bích bên dưới mặt nước không ngừng đưa qua đưa lại, sau cùng cuồn cuộn không dứt dẫn nhập vào thân thể Lâm Động. Mà loại năng lượng màu ngọc bích này cực kỳ lạ lùng, như ẩn giấu linh tính bên trong, khi tiến vào bên trong thân thể Lâm Động liền loạn động di chuyển khắp nơi cùng với âm thanh gào rít, đến Lâm Động cũng không cách nào khống chế được những luồng năng lượng này. Chỉ là, mỗi khi đưa cổ năng lượng ngọc bích này thoát ra, Lâm Động mơ hồ cảm giác thấy, dường như bên trong cơ thể tất cả tế bào, xương cốt, tạng phủ đều như phát ra thứ âm thanh bức thiết. Thứ cảm giác đó, tựa như gặp được linh vật đại bổ tuyệt đối không thể thiếu đi vậy. Soạt. Năng lượng của Thánh Linh Đàm bên trong cơ thể dũng động càng lúc càng nhiều. Lâm Động có thể cảm nhận được rõ ràng, thân thể hắn bởi vì tu luyện đại nhật lôi thể dường như đã đạt đến cực hạn rồi, vậy mà vẫn có thể dần mạnh mẽ lên không ít. Vả lại, sau khi thứ năng lượng ở Thánh Linh Đàm dũng động trong nội thể hạ xuống, một đường chỉ máu tươi đỏ sậm từ trong huyết quản Lâm Động bắn ra ngoài, đó là tinh huyết của viễn cổ Long Viên. A. Tinh huyết của viễn cổ Long Viên này, cùng với năng lượng của Thánh Linh Đàm hòa hợp tương hỗ lẫn nhau, trong phút chốc, màu máu đỏ sậm dần chuyển sang đỏ hồng. Vả lại bên trong màu đỏ hồng đó, dường như điểm một chấm màu tím. Biến cố này khiến Lâm Động có chút sửng sốt. Tuy hắn không biết điều này rốt cuộc là vì sao, nhưng hắn cũng hiểu được rằng, đây là tinh huyết của viễn cổ Long Viên, tự hồ bởi vì năng lượng của Thánh Linh Đàm này mà trở nên mạnh mẽ như vậy. Đúng rồi. Tiểu Điêu từng nói qua, năng lượng bên trong Thánh Linh Đàm ẩn chứa huyết mạch của viễn cổ thần thú, mà viễn cổ Long Viên chắc cũng được tính là thần thú từ thời viễn cổ vậy. Hai loại huyết mạch này gặp nhau vừa nãy mới có thể xảy ra những biến hóa như vậy. Chứng kiến mọi thứ diễn ra, Lâm Động trầm ngâm hồi lâu, cũng là hiểu ra được vài phần. Nhưng không cần biết thế nào, điều này đối với hắn mà nói, tự hồ là một sự việc không tệ. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này, ngược lại đích thật diệu dụng vô cùng. Nghĩ đến đây, tâm niệm Lâm Động khẽ chuyển. Lực thôn vệ càng khuếch đại hơn. Trong phút chốc tốc độ hấp nạp tăng dần lên. Đến cuối cùng phía ngoài da như hiện lên những đường nét màu xanh lục mơ hồ ẩn ẩn. Hửng. Bất quá, việc năng lượng ở Thánh Linh Đàm bị Lâm Động hấp thu ngày càng nhiều, nhưng hắn bất thình lình phát hiện, năng lượng của Thánh Linh Đàm quá nhiều, trong một lúc dồn nén vào trong nội thể như vậy. Đột nhiên sau đó lại biến mất không chút tung tích đầy quỷ dị. Điều này, những gì đang diễn ra khiến Lâm Động có chút ngẩn người. Song cho dù hắn dò trên thân thể đến đâu, cũng không cách nào tìm được năng lượng màu xanh ngọc đã biến mất đi. Mọi chuyện giống như thứ năng lượng đó bốc hơi đi hết chỉ còn lại một thân thể trống rỗng vậy. Ngu ngốc, tìm loạn cái gì đó. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này vốn không phải để cho ngươi dùng để gia tăng thực lực trong người hiện tại được. Đợi khi ngươi tiến đến Niết Bàn cảnh rồi, tự nhiên nó sẽ xuất hiện. Đến lúc đó, nó sẽ thi triển tác dụng chân chính của mình. Nhanh chóng hấp thu thêm vào, cái này đối với ngươi sau này sẽ có tác dụng cực kỳ lớn đó. Trong lúc Lâm Động ngây người, thanh âm Tiểu Điêu đột nhiên truyền đến từ trong đầu hắn. Nghe xong, Lâm Động thở dài một hơi, vội vàng ngưng định tinh thần, không dám buông lỏng phân tâm nữa,
toàn lực hấp thu năng lượng ở Thánh Linh Đàm. O không o trong lúc Lâm Động đang toàn lực hấp thu năng lượng, thì vị trí phía bắc của Thánh Linh Đàm, Lâm Lang Thiên cũng lẳng lặng ngồi xếp bằng trên mặt nước, không có bất kỳ dấu hiệu nào lập tức động thủ. Chỉ là ánh mắt ngẫu nhiên vọng sang phương hướng của Lâm Động, trong mắt tràn ngập hàn ý lạnh lẽo. Nơi sâu của Thánh Linh Đàm này, tự hồ như có một bộ hài cốt của viễn cổ thần thú, khi còn sống có lẽ thực lực cực kỳ mạnh mẽ. Nếu có thể hấp thụ được một chút tinh huyết còn sót lại của nó, ngươi liền có thể tu luyện vũ kỹ luyện thể mà ta đã đưa cho ngươi. Đến lúc đó trình độ tăng cao, cũng không đến mức thua tên Lâm Động đó đâu. Trong lúc Lâm Lang Thiên lặng lẽ tĩnh tọa, bỗng dưng một đạo thanh âm khàn khàn truyền đến từ trong đầu hắn. Nghe được câu này, ánh mắt Lâm Lang Thiên phút chốc vụt qua ý nghĩ vui mừng. Nhưng mà, dưới đáy đầm này có uy lực áp chế của thần thú cực kỳ mạnh mẽ, với thực lực của ngươi không thể tiến nhập được, chỉ có thể để ta xuống đó mà thôi. Thanh âm khàn khàn đó lại tiếp tục vang lên trong đầu Lâm Lang Thiên. Ngươi đi xuống rồi, làm sao ta hạ thủ với Lâm Động? Lâm Lang Thiên nhướng mày chất vấn. Đừng lo, ta đã bố trí xong trận pháp, chỉ cần nương theo đó thôi động, liền có thể xuất ra lực đạo thôn vệ cực kỳ lớn, trực tiếp cưỡng ép năng lượng của Thánh Linh Đàm bên khu vực của tên tiểu tử đó cường đoạt về đây. Nghe xong, Lâm Lang Thiên mới nhẹ buông lỏng thở ra một hơi, trên mặt hiển lộ nụ cười lạnh lẽo đầy nguy hiểm. Năng lượng của Thánh Linh Đàm này lại là thứ tốt như vậy, hắn sao có thể để cho Lâm Động nửa điểm có lợi như thế được. Ta đi xuống trước đây, dựa vào trận pháp ta bố trí, tên Lâm Động đó không làm gì được ngươi đâu. Lâm Lang Thiên gật gật đầu. Bất thình lình song thủ dụng chưởng lực vào trong mặt nước, nhất thời một luồng sáng màu xám cho mãnh liệt xuất ra, sau đó không một tiếng động theo hướng đáy đầm lao xuống. Làm xong chuyện này, vẻ chết chóc trên mặt Lâm Lang Thiên càng lúc càng dày đặc. Thủ ấn vừa đổi, lập tức trên mặt hồ xuất hiện những lớp sóng gợn. Từng vòng vân sáng lấy hắn làm trung tâm nhanh chóng lan rộng ra xung quanh. O không o, Lâm Động, có người đang hướng về phía đáy đầm phóng xuống. Phía đông Thánh Linh Đàm, Lâm Động đang hấp thu năng lượng trong đầm trực tiếp bị câu này của tiểu điêu khiến cho chấn kinh, bất thình lình mở to hai mắt, hoảng hốt nói, sao có thể được? Không phải ngươi nói đến cả thực lực cấp đó của Mạc Tiêu Thiên cũng không thể tiến vào đáy đầm sao? Là ai? Lâm Lang Thiên à? Tiểu điêu bay xuống mặt nước, hai mắt nó nheo lại vọng xuống phía đáy đầm, cười lạnh, Lâm Lang Thiên sao có được bản lĩnh đó? Có lẽ là đạo khí tức tồn tại trong nội thể của hắn. Hắn cũng phát hiện ra được đáy Thánh Linh Đàm này có hài cốt của thần thú rồi. Hiện tại phải làm sao? Ánh mắt Lâm Động có phần tối lại. Hắn cùng Lâm Lang Thiên thủy hỏa bất dung, thực lực của hắn mạnh lên một phân, đối Lâm Động mà nói thì lại thêm một phân uy hiếp. Để ta đi xuống đáy đầm, gặp tên tiểu tử đó một lát. Nếu có khả năng, xem thử có thể đoạt được lợi ích nào không? Tiểu điêu trầm ngâm một lúc rồi cất tiếng. Một mình ngươi. Nghe xong, Lâm Động cả kinh. Bình thường hắn không hoài nghi sức mạnh thời kỳ viên mãn của tiểu điêu, nhưng hiện tại dù sao tiểu điêu cũng chỉ đang ở trong trạng thái yêu linh, thực lực vẫn còn rất lâu lắm mới khôi phục lại được. Mà tồn tại đó trong nội thể của Lâm Lang Thiên, cũng không biết rốt cuộc là lai lịch thế nào, nếu để cho tiểu điêu đi, quả có phần nguy hiểm. Không sao, ta đem thạch phù đi xuống dưới, nếu tồn tại đó thực sự rất mạnh, cũng sẽ không lén lút ẩn nấp trong nội thể của Lâm Lang Thiên đâu, hoặc là nó cũng giống như ta vậy. Để tiểu viêm cùng đi với ngươi. Lâm Động nhíu mày, vẫn là không thể yên tâm được. Hiện tại tiểu viêm cũng coi như có thể kháng cự được với cường giả của tạo hóa cảnh, vả lại tốc độ cực nhanh, nếu như có nguy hiểm, có thể dẫn theo tiểu điêu đào thoát. Cũng được. Bản thân tiểu điêu cũng biết được nỗi lo trong lòng Lâm Động. Lúc này hắn cũng không hề thể hiện gì cả, chỉ gật gật đầu. Thấy như vậy, tay áo Lâm Động rung lên, tiểu viêm hóa thành kích thước một con mèo nhỏ xông ra, đứng trên mặt nước. Ta đi trước đây, ngươi chú ý Lâm Lang Thiên một chút. Ta cảm giác bên đó có động tĩnh. Với tính tình của hắn, chắc chắn sẽ không để ngươi an ổn hưởng thụ lợi ích của Thánh Linh Đàm đâu. Tiểu điêu vung móng vuốt của mình. Một vòng sáng màu đen hiện ra bao lấy nó cùng tiểu viêm tiến vào, sau đó dặn dò một tiếng, thẳng xuống bên dưới mặt đầm, cấp tốc vút đi đến chỗ sâu nhất. Lâm Động gật nhẹ đầu, nhìn theo thân ảnh tiểu điêu và tiểu viêm dần biến mất, lúc này mới chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt ngoan liệt tối đen như mực hướng sang phía Lâm Lang Thiên. Chỉ cần tên gia hỏa đó dám xuất thủ, hôm nay ta sẽ khiến cho hắn phải mất cả chì lẫn chài. Video đến đây là hết. Cảm ơn mọi người đã xem video. Mọi người bấm vào nút like và nhấn đăng ký kênh để xem tập sau ở đây nha.